nặng 27 kg, niên đại cách đây 1.000 năm tại Quảng Trị. Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đang lập hồ sơ về một hũ tiền cổ nặng 27 kg do người dân phát hiện và bàn giao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị khen thưởng người dân vì có công phát hiện, trục vớt và giao nộp hũ tiền cổ. Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, hũ tiền cổ có một khối kết dính lớn, còn lại là những đồng xu rời và kết dính nhỏ nặng hơn 27 kg. Đa số đồng tiền còn nguyên hình dạng, một số bị oxy hóa nên mặt chữ bị mờ. Bước đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng số tiền cổ này có nguồn gốc từ Trung Quốc, niên đại trên dưới 1.000 năm. Đồng tiền cổ này có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, phản ánh tình hình giao thương của người xưa tại vùng đất Quảng Trị có từ rất sớm. Ông Nguyễn Quang Chức, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết, số cổ vật này được người dân phát hiện khi san ủi làm bờ kè sông Hiếu ở phường 4, thành phố Đông Hà, hội đồng khoa học của đơn vị họp, đánh giá và xác định. Đây là khối tiền đồng cổ, loại đồng tiền sớm nhất cách đây khoảng hơn 1.000 năm và rất nhiều loại, trong đó có một khối nguyên, mấy chuỗi và một số đồng tiền lẻ. Hiện nay, đơn vị đã giao cho phòng kiểm kê bảo quản xử lý, đối với khối tiền đồng theo chuỗi để nguyên,